Chuyển ra phần tin quốc tế, trước tình hình xung đột leo thang nguy hiểm tại giải Gaza, cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc ngày hôm qua đã bày tỏ lo ngại rằng Israel đang cố tình vi phạm luật pháp quốc tế khi triển khai các cuộc tấn công quân sự tại giải Gaza. Bà Navi Pillay, cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc, kêu gọi cộng đồng quốc tế xem xét khả năng Israel có thể đã phạm các tội ác chiến tranh. Theo bà Navi Pillay, việc Israel tấn công nhà ở, trường học, bệnh viện và các cơ sở của Liên hiệp Quốc là vi phạm trắng trợn Công ước Geneva Trước đó, cộng đồng quốc tế đã cực lực lên án cuộc không kích ngày 30 tháng 7 của Israel vào một trường tiểu học ở Gaza làm 16 người thiệt mạng, đồng thời nhấn mạnh phải đưa các thủ phạm của vụ việc này ra công lý.